Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giá Tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Hyundai Santa Fe nhé, phiên bản form mới của năm 2024. Khi mà cái chương trình giảm tiền mặt ở thời điểm này đang rất là còn hạn chế thì đại lý bên em đang hỗ trợ và ưu tiên cho những anh em có nhu cầu là lấy xe ngay ở thời điểm này. Đại lý bên em thì hiện tại là đang có rất nhiều xe, sẵn xe để giao ngay với cái mức linh động cũng như là cái biến động về tiền mặt cũng có cái mức thay đổi cũng cực kỳ là nhiều anh em nhé. Hiện tại thì Hyundai Santa Fe là một cái dòng xe được thành công lắp ráp và được bán ra thị trường với rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn, thì anh em cũng có thể tùy chọn bao gồm phiên bản Exclusive, phiên bản Flagship, phiên bản Calligraphy 6 chỗ, 7 chỗ và phiên bản Calligraphy Turbo anh em nhé. Ở thời điểm này thì Hyundai Santa Fe gọi là không sản xuất cái phiên bản máy dầu nữa ở thị trường Việt Nam nữa anh em ạ. Nếu mà anh em cảm thấy những cái chiếc xe, những cái phiên bản nào mà phù hợp với anh em thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được cái chính sách giá bán của từng phiên bản ở cái thời điểm giữa tháng 10 này anh em ạ. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Santa Fe, cái phiên bản Exclusive. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 1.069.000.000. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng và có những cái mức khuyến mại đặc biệt ở thời điểm này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.156.000.000, trả góp thì đang là 247.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.144.000.000, trả góp thì đang là 236.000.000. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1.127.000.000, trả góp thì đang là 218.000.000. Đó, đây là cái phiên bản Exclusive của nhà Santa Fe này. Và cái phiên bản này bên em cũng sẵn xe để giao ngay, nhưng cái số lượng xe nó sẽ không có nhiều. Nếu mà anh em thực sự quan tâm, có nhu cầu cần biết cái là lăn bánh chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Santa Fe phiên bản Flagship. Bản này thì đang có một cái mức giá niêm yết đề xuất là 1.256.000.000. Với cái phiên bản này bên em cũng đang sẵn xe để giao ngay. Thực sự là anh em muốn giá tốt thì anh em hoàn toàn có thể là ký chờ, nhưng anh em mà muốn lấy xe ngay thì bắt buộc phải có cái chi phí để cộng anh em nhé. Đó, tại vì là lấy xe ngay thì nghiễm nhiên là thời điểm này cái lượng xe nó chưa nhiều thì anh em hoàn toàn có thể là ký chờ để hưởng cái mức ưu đãi tốt nhất anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.363.000.000, trả góp thì đang là 288.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.350.000.000, trả góp thì đang là 275.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.332.000.000, trả góp thì đang là 257.000.000. Đó, đây là cái mức lăn bánh của cái phiên bản Flagship. Nếu mà anh em cảm thấy phù hợp và có thể ký chờ được, thời gian tiến độ giao xe cũng trong vòng tháng 10 thôi, thì lúc đó bên em sẽ hỗ trợ một cách linh hoạt nhất cho anh em để cho anh em có thể là dễ dàng là lấy xe phụ thuộc vào cái tiến độ mình mong muốn anh em nhé. Đó, ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái phiên bản Calligraphy 7 chỗ và 6 chỗ. Hai cái phiên bản này thì đang có cái mức giá bằng nhau anh em nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 1.315.000.000. Ngoài ra thì anh em nào mà muốn lấy xe ngay thì nghiễm nhiên là cái chính sách giá bán nó có thể là thay đổi. Còn anh em ký chờ được thì cái mức giá nó rất là hợp lý để cho anh em có thể là vào cọc anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.416.000.000, trả góp thì đang là 299.000.000.
lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 403 triệu, trả góp thì đang là 285 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 385 triệu, trả góp thì đang là 267 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh của phiên bản Calligraphy 7 chỗ và 6 chỗ anh em nhé. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ là chốt và giao xe sớm cho anh em thôi anh em nhé. Và cuối cùng là cái phiên bản Calligraphy, phiên bản Turbo. Hiện tại thì cái phiên bản Turbo này thì cũng đang có cái mức giá niêm yết đề xuất là 1 tỷ 365 triệu. Với cái chính sách giá bán như thế này thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 469 triệu, trả góp thì đang là 308 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 455 triệu, trả góp thì đang là 295 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 437 triệu, trả góp thì đang là 277 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản form mới của năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn giao xe ngay, nhận xe sớm thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ một cách linh hoạt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em nhé. Cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em. Anh em ạ, em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.